Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Công dân và Pháp luật trên kênh VTV8 của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, luật pháp cho phép luật sư được tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự ngay từ giai đoạn tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra vụ án. Vai trò của luật sư được xác định là hết sức quan trọng và không thể thiếu. Vậy thì vì sao cần phải có luật sư trong vụ án hình sự? Đó là vấn đề mà chương trình hôm nay sẽ làm rõ qua việc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, đó là luật sư Lê Cao, luật sư điều hành của luật sư FBVN, phó chủ tịch trung tâm trọng tài MCAC và luật sư Phạm Thảo đến từ đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng. Đây là những luật sư có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên sâu trong lĩnh vực này. Xin được cảm ơn các luật sư đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung trao đổi bàn luận chính thì xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung để nắm rõ hơn vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự. Có nhiều người đặt câu hỏi vì sao luật sư lại bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người mà số đông cho rằng họ là tội phạm, vốn được định kiến là người xấu. Để trả lời cho câu hỏi này, chính các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Bộ Luật Tố Tụng đã chỉ ra, hoạt động tố tụng hình sự phải đảm bảo các nguyên tắc nhân văn và đúng pháp luật. Quy trình tố tụng hình sự phải dựa trên những nguyên lý cơ bản nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, của tổ chức, của nhà nước, đồng thời tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015 đã nêu lên những nguyên tắc cơ bản cho thấy mọi người mới ở giai đoạn buộc tội được coi là không có tội. Quá trình chứng minh họ có tội phải được tiến hành đúng pháp luật. Khi bị buộc tội, để tránh bị xâm phạm các quyền lợi của con người, họ cần có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn cho thấy, vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự là rất quan trọng để người bị buộc tội được bảo vệ các quyền của mình theo luật định. Hơn nữa, trong một vụ án hình sự, không chỉ người bị buộc tội cần luật sư bảo chữa, mà các bị hại, những người có quyền lợi liên quan cũng cần các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vâng, thưa cả hai luật sư, qua video clip vừa rồi thì chúng ta thấy rõ là cái vai trò quan trọng của luật sư trong các vụ án, đặc biệt là vụ án hình sự. Vậy thì thưa các luật sư, xin hãy cho khán giả biết là những lý do vì sao khi gặp rắc rối về các vấn đề hình sự thì cần phải mời luật sư để hỗ trợ pháp lý. Và thậm chí thì có những người có trình độ và hiểu biết rõ về pháp luật, như là công an hay là lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, khi gặp sự cố cũng đều cần phải mời luật sư. Xin mời luật sư Lê Cao. Vâng. Khi mà một người dân mà dính vào những cái rắc rối như vậy, hoặc là có những cái vấn đề pháp lý mà cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như cơ quan điều tra họ lấy triệu tập lấy lời khai, hoặc là họ tạm giữ để thực hiện các cái hoạt động tố tụng, thì vai trò của luật sư trong những cái giai đoạn này là rất là vô cùng quan trọng. Không phải là chỉ có câu chuyện là luật sư tham gia để có những cái hỗ trợ để tránh cho họ là tránh phải bị chế tài về mặt hình sự, mà người ta hỗ trợ ở đây là để đồng hành với những nghi can trong quá trình điều tra, xét xử hoặc giải quyết các cái vụ án hình sự, để đảm bảo rằng là người nghi can đó được điều tra, được lấy lời khai, được thực hiện các cái hoạt động tố tụng một cách là đúng pháp luật, không bức cung, không nhục hình, không tạo ra những cái lời khai sai trái, không tạo ra những cái bản khai mà người ta không khai thì cũng là ép cho người ta khai chẳng hạn. Nhà nước đặt ra cái quy định pháp luật là để cho những người tiến hành tố tụng họ không làm quyền, họ không làm sai quy trình, thì phải có những người giám sát, những người hỗ trợ pháp lý cho những người mà không am hiểu pháp luật, rồi không am tường pháp lý, thì khi đó thì có luật sư xuất hiện. Cho nên là vì thế cho nên các vụ án hình sự là thường thường có cái xuất hiện luật sư trong cái vấn đề bảo vệ các cái nội dung liên quan đến quá trình tố tụng. Cái chế định luật sư ra đời để bảo vệ cho các cái quyền về con người, các cái quyền liên quan nữa. Thì cái vấn đề thứ ba nữa cần luật sư trong trường hợp này là các luật sư không phải là chỉ có vấn đề về bảo vệ hình sự trong một vụ án hình sự, mà người ta có thể cố vấn, tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến dân sự, về thừa kế, về tài sản, về các cái mối quan hệ. Với tư cách là một người bào chữa, một người bảo vệ cho người bị nghi can trong vụ án hình sự, thì luật sư tham gia với vào vụ án hình sự cũng như là một người đồng hành, một người bạn để hỗ trợ cho cái khách hàng của mình, hỗ trợ cho thân chủ của mình có thêm phần tự tin hơn trong cái quá trình tố tụng. Tại vì là thông thường tâm lý của người Việt Nam chúng ta khi mà tiếp cận với lại cơ quan tố tụng thường ta có một cảm giác lo sợ. Bên cạnh đó mình là hiện tại là một người nghi can, là một người đang bị buộc tội, cho nên là cái việc mà họ khai không đúng hoặc là làm cho đẩy cho những cái tình tiết nó đi quá xa thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến với lại cái quá trình tố tụng của họ. Cho nên là luật sư tham gia vào để
cũng như là đảm bảo cái tinh thần của họ để có thể thoải mái, tức là bên cạnh của mình có một người am hiểu về pháp luật như vậy, có gì họ sẽ bảo vệ cho mình, thì đó tạo nên cái tâm lý an tâm vững tin hơn trong cái việc mà làm việc với lại cơ quan điều tra cũng như là những cái cơ quan tiến hành tố tụng khác. Vâng, cảm ơn luật sư Phạm Thảo. Thưa luật sư Lê Cao, vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này là vậy thì với mỗi vụ việc, với mỗi vụ án thì cái việc mời luật sư nên thực hiện vào thời điểm nào và cái thủ tục của nó liệu có phức tạp quá không ạ? Xác minh thông tin, xác định thông tin rồi lên lấy lời khai rồi cung cấp tài liệu chứng cứ, ngay cả những giai đoạn mà chưa tạm giữ, chưa khởi tố vụ án thì những người mà có đơn tố giác, bị tố giác thì khi mà đi làm việc với cơ quan có thẩm quyền thì người ta cũng có quyền để mời luật sư hỗ trợ pháp lý, bởi vì không ai cấm công dân có quyền nhờ luật sư để hỗ trợ pháp lý trong trường hợp này. Cho nên nếu như có một cái vấn đề gì đó về mặt hình sự thì chúng tôi cho rằng là ngay lập tức là cần phải có sự hỗ trợ luật sư ngay khi nhận được giấy mời để làm việc đấy, bởi vì luật không cấm công dân có sự hỗ trợ pháp lý. Để trong trường hợp này nhiều người là nhầm tưởng rằng luật sư thì phải có cái giai đoạn tạm giữ nghi can, rồi giai đoạn khởi tố vụ án, rồi các cái giai đoạn khác thì mới được tham gia. Nhưng mà đó là tham gia vào vụ án rồi, khi mà người ta đã làm án rồi, khi mà người ta đã quyết định một cái vụ án hình sự và đưa những cái con người đó là trở thành nghi can và thực hiện các cái quy trình tố tụng hình sự. Nhưng mà ngay cả những cái giai đoạn mà xác minh thông tin thì chúng tôi nghĩ rằng là đó cũng là những giai đoạn quan trọng, mà nhiều trường hợp, nhiều vụ án hình sự chúng tôi thấy rằng là người ta đã lấy lời khai hoặc cung cấp những cái thông tin hoặc sử dụng những cái tài liệu trong cái giai đoạn xác minh thông tin để sử dụng cho các vấn đề là buộc tội đối với các nghi can. Cho nên luật sư tham gia ngay từ đầu và sớm nhất khi có thể. Khi mà được mời làm việc thì chúng ta thấy rằng là cần phải có luật sư hỗ trợ pháp lý, bởi vì vai trò của luật sư trong trường hợp này là để hỗ trợ tư vấn, đưa ra những ý kiến rồi giải thích pháp luật, rồi để cho nghi can hiểu rõ rất là nhiều vấn đề mà mình có thể là vi phạm cái gì nhưng mà mình cũng được bảo vệ cái gì bởi quy định của pháp luật. Vậy thì luật sư Phạm Thảo, với nội dung này thì quan điểm luật sư như thế nào, và muốn hỏi thêm luật sư là với những cái trường hợp mà người ta không đủ điều kiện để có sự hỗ trợ pháp lý một cách chủ động, ví dụ như mời luật sư chẳng hạn, thì liệu nhà nước hay là các đơn vị bảo vệ pháp luật có cái hoạt động gì hỗ trợ pháp lý cho họ hay không ạ? Vâng, đối với lại trường hợp mà nếu như mà người bị buộc tội không có đủ điều kiện để thuê luật sư, thì đối với pháp luật của nhà nước ta thì có một số trường hợp pháp luật vẫn quy định là cử luật sư để tham gia bào chữa. Ví dụ như trường hợp mà người đó là phạm trong cái tội mà tội đó có khung hình phạt có thể bị truy tố đến tù chung thân thì hay là tử hình, hoặc là đối với lại những cái người mà bị tố giác hoặc là bị can dưới 18 tuổi, thì trong những trường hợp đó thì là nhà nước sẽ cử luật sư để tham gia bào chữa bảo vệ cho những cái thân chủ đó. Còn bên cạnh đó thì đối với lại trong quá trình mà hành nghề luật sư thì những cái tổ chức hành nghề luật sư cũng sẽ căn cứ những cái thực tế, những cái nhu cầu của cái những người bị buộc tội đó, có thể cử luật sư để tham gia bào chữa miễn phí để hỗ trợ những người đó trong quá trình tố tụng. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của hai luật sư. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục chương trình thì mời quý vị cùng đến với những thông tin sau đây để hiểu rõ hơn về hoạt động của luật sư FDVN và các quy trình để bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ án hình sự. Quy trình bào chữa trong vụ án hình sự gồm các bước như sau. Bước 1. Quy trình hỗ trợ pháp lý giai đoạn tiền tố tụng trong vụ án hình sự. Quy trình này các luật sư FDVN sẽ tiến hành nghiên cứu, tư vấn sơ bộ cho khách hàng và vạch ra các phương án pháp lý phù hợp, ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bước 2. Thực hiện quy trình lựa chọn người bào chữa trong vụ án hình sự. Đối với trường hợp người bị bắt, bị tạm giữ trong vụ án hình sự, người bị tạm giam và thực hiện quy trình lựa chọn người bào chữa của người đại diện hoặc người thân, quy trình lựa chọn người bào chữa của người bị buộc tội là thành viên của tổ chức được đề nghị, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Bước 3. Quy trình chỉ định người bào chữa trong vụ án hình sự được quy định tại Điều 76 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015. Bước 4. Luật sư FDVN sẽ thực hiện thủ tục luật sư đăng ký bào chữa theo quy định. Bước 5. FDVN thực hiện thủ tục đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong vụ án hình sự. Bước 6. Luật sư FDVN tiến hành quy trình luật sư thực hiện bào chữa cho người bị buộc tội, bị can, bị cáo trong vụ án hình sự. Bước 7.
quy trình luật sư FDVN thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong vụ án hình sự. Bước cuối cùng là quy trình hỗ trợ pháp lý của luật sư FDVN trong giai đoạn thi hành án hình sự. Thưa các luật sư, trong điều kiện xã hội phát triển đến bây giờ thì các nhu cầu về được hỗ trợ pháp lý rất là lớn. Và đồng nghĩa với nó thì cái lượng và các cái cơ sở cũng như là các cái hãng luật cũng đã phát sinh rất là nhiều. Vậy thì với mỗi vụ việc, với mỗi cái nhu cầu hỗ trợ pháp lý thì dựa vào những tiêu chí gì để những người có nhu cầu sử dụng cái dịch vụ pháp lý đó tìm đến các hãng luật cũng như là tìm đến cái sự bảo vệ về hỗ trợ pháp lý cho mình, thưa luật sư Lê Cao? Vâng, nghề luật đó thì cũng tương tự như các cái nghề mà gắn với cái nhân thân của cái người hành nghề là rất là quan trọng. Ví dụ như nghề bác sĩ, chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta muốn đưa con của mình đi khám bác sĩ thì người ta phải nghiên cứu và tìm hiểu xem bác sĩ về chuyên khoa đó là người nào mà giỏi nhất, uy tín nhất, không có tai tiếng thì người ta yên tâm mới tìm đến để thực hiện cái dịch vụ đó. Chứ không phải là mình cứ lên trên mạng rồi mình search Google ra một cái tên nào đó, người nào đẹp trai hay là người nào thấy là hình ảnh ở trên Google là rất là sáng thì chúng ta đến đó để khám bệnh cho con được. Thế thì nghề luật sư cũng như vậy. Thế thì vấn đề ở đây là cái sự tiếp cận của khách hàng với các cái dân chủ, các cái hạng luật cũng dựa trên các cái tiêu chí. Thứ nhất là kinh nghiệm và chuyên môn. Thứ nhất là làm nghề về các cái vấn đề về hỗ trợ pháp lý, nhưng nghề luật sư chắc chắn là phải ưu tiên các cái vấn đề về kinh nghiệm và chuyên môn. Nếu có kinh nghiệm nhiều, đã tham gia các nhiều vụ án lớn, đã có những cái thành quả trong việc bảo vệ hay bào chữa cho các cái thân chủ, rồi có các cái chuyên môn, năng lực chuyên môn giỏi, có bằng cấp đầy đủ và có các cái giá trị về mặt chuyên môn, thì đó là một cái tiêu chí đầu tiên để đánh giá nghề luật sư. Cái vấn đề thứ hai là uy tín và danh tiếng. Thì như chúng tôi đã nói là nghề này là nó gắn với cái nhân thân của người hành nghề rất là lớn. Nó là một nghề đặc thù giống như các cái nghề về bác sĩ mà chúng ta đang nói đấy, để trong các cái giới. Trong giới nghề thì nó gắn với danh tiếng và uy tín của người hành nghề. Bởi vì danh tiếng và uy tín của những người này không phải là dựa trên các cái thu nhập họ đạt được, hay là không phải là dựa trên một cái động thái họ làm cái chuyện này hay là chuyện khác để có danh tiếng, mà phải tích lũy trong cái quá trình hoạt động nghề nghiệp. Các cái khách hàng, các cái thân chủ, người ta tiếp cận, người ta sử dụng dịch vụ rồi, người ta đánh giá thì mới tạo nên là danh tiếng và uy tín. Cái vấn đề thứ ba nữa là tư cách, đạo đức và thái độ hành nghề. Nhiều trong trường hợp này là nghề luật sư, chúng ta phải xác định là cái vấn đề về tư cách, đạo đức và thái độ với nghề nghiệp, về cái cách thức hành nghề. Nhiều người thì cũng có thể là lợi dụng để mà tạo ra những cái giá trị về mặt tiền bạc, nhưng mà cái thái độ với nghề nghiệp, cái tư cách, đạo đức với nghề nghiệp lại có thể là chưa chuẩn. Thì đó cũng là một trong những yếu tố để đánh giá là lựa chọn một cái các cái hạng luật hay là cái luật sư để bảo vệ, hay là bảo vệ quyền lợi hay là bảo chữa cho mình. Vâng, thưa luật sư Lê Cao, như luật sư Phạm Thảo, thông thường thì tâm lý của các bị cáo và người bị buộc tội thường là lo lắng, căng thẳng, mất bình tĩnh do đang trong hoàn cảnh bị tước đi một số quyền công dân cơ bản và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn để điều tra chẳng hạn. Trong hoàn cảnh đó thì các luật sư được mời để giải quyết vấn đề thì có nên đưa ra những sự đảm bảo hay là cái sự cam kết và hứa hẹn là có thể là thắng kiện hay không? Rõ ràng là cái việc hứa hẹn này thì cũng chỉ nhằm mục đích là tạo niềm tin với khách hàng. Vậy thì thưa các luật sư, chúng ta có nên khuyến khích cho những cái hành vi như thế không ạ? Vâng, thì tâm lý của những người khách hàng tìm đến một cái công ty luật hoặc là một luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, người ta đều mong muốn có một sự cam kết về kết quả này nọ đối với lại cái vụ án mà cái vấn đề pháp lý mà họ đang mắc phải. Tuy nhiên là một người luật sư là một người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ, thì bản thân luật sư phải là người sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện theo tôn chỉ và đạo đức của hành nghề luật sư. Cái việc mà kết quả của cái vụ án nó sẽ phụ thuộc vào các cái tình tiết cũng như là cái căn cứ pháp lý của vụ án đó mà luật sư không thể quyết định được. Bên cạnh đó là tại cái bộ quy tắc ứng xử hành nghề luật sư Việt Nam do Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành thì cũng có quy định rõ ràng về cái những cái việc mà luật sư không được làm trong với cái quan hệ khách hàng, đó là hứa hẹn, cam kết về kết quả mà cái nội dung của vụ việc, nội dung đó nó không thực hiện được, luật sư không thực hiện được, thì điều đó là vi phạm với cái lại nguyên tắc hành nghề luật sư, là điều cấm khi mà một luật sư nhận cái vụ án đó. Cho nên là đối với cái vụ việc mà cam kết hứa hẹn kết quả hoặc là thỏa thuận trích thưởng khi mà giúp cho khách hàng thắng kiện hoặc là vô tội này hoặc là án thấp này nọ, thì đó là điều cấm khi mà hành nghề luật sư.
Vâng, tôi rất thích cái cách ví von của luật sư Lê Cao ban nãy, đó là luật sư ví cái nghề của chúng ta, nghề luật sư giống như những người thầy thuốc chữa bệnh vậy. Trong một cái căn bệnh có rất nhiều rủi ro kèm theo, cũng như trong một phiên tòa vậy, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của vụ án. Không ai có thể biết chắc chắn được là kết quả là như thế nào. Chính vì vậy nên có thể là những cái lời hứa hẹn của các luật sư nếu như mà có đưa ra với các thân chủ của mình thì cũng nên là một cái chừng mực nào đó thôi, đúng không ạ? Không thể cam kết về những kết quả một cách rõ ràng quá, hoặc là gây cho cái bị can có quá nhiều cái hy vọng liên quan đến cái vụ án mà mình đang bị ràng buộc chẳng hạn. Vậy thì thưa các luật sư, không chỉ những người bị buộc tội và các bị can bị cáo, còn cả có những người bị hại và những người liên quan đến vụ án cần được hỗ trợ pháp lý trong mỗi vụ án hình sự nữa. Vậy thì những cái vấn đề mà luật sư phải hỗ trợ cho người bị hại và người liên quan đó là gì, thưa luật sư Lê Cao? Vâng, ở trong một vụ án hình sự thì thường thường có bị cáo thì có những cái bị hại nữa. Thế thì những cái bị hại có thể là bị lừa đảo, bị chiếm đoạt tài sản, rồi hoặc là bị cố ý gây thương tích, hoặc các cái vấn đề khác. Thì các cái vấn đề của người bị hại đây là họ bị thiệt hại một cái giá trị vật chất hoặc cái tinh thần gì đó. Các luật sư sẽ đánh giá hồ sơ, các cái tài liệu liên quan để đưa ra những cái phương án mà theo quy định pháp luật thì họ đều có thể là yêu cầu bồi thường các cái thiệt hại mà những người bị hại gặp phải. Rồi cũng có những cái phương án để xử lý, để yêu cầu ngăn chặn kịp thời các cái tài sản, tránh tẩu tán là mất mát thì các cái tài sản mà sau này không thi hành án được. Thì luật sư cũng có thể đưa ra những cái phương án để sau này là thi hành án đối với các cái bản án thì để đảm bảo quyền lợi cho các cái bị hại. Thì càng hàng loạt các cái vấn đề pháp lý như vậy thì tùy theo tính chất mức độ các cái hoạt động ấy, thì luật sư sẽ có những cái phương án để đảm bảo rằng là vừa về tham gia với cái tư cách là để đảm bảo rằng là pháp luật thì sẽ được xử lý nghiêm minh đối với người vi phạm pháp luật, nhưng mà pháp luật đó cũng sẽ thực thi làm sao mà để có những cái giá trị quyết định đảm bảo là những người bị hại có thể là được thi hành bản án và một cách là thực tiễn trên thực tế là họ đạt được một cái giá trị gì đó. Thì đó là vai trò của luật sư khi người ta sẽ đánh giá toàn bộ các cái quá trình một cái vụ án để đưa ra những cái tư vấn cụ thể cho những người bị hại hoặc những người có quyền và người bị liên quan. Đối với những cái vụ án mà liên quan đến thương tích hay là ảnh hưởng đến danh dự sức khỏe của người bị hại thì thường thường là tâm lý của người ta rất là bức xúc đối với lại cái hành vi phạm tội đó. Tuy nhiên là không phải khi nào tâm lý người ta muốn là người phạm tội phải chịu hình phạt cao nhất này nọ, nhưng mà không phải khi nào người bị buộc tội cũng sẽ chịu hình phạt cao nặng tùy theo tính chất mức độ của người phạm tội gây ra. Do đó thì luật sư tham gia vào bên cạnh là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cũng như là đương sự thì luật sư cũng sẽ tư vấn chia sẻ thực tế căn cứ theo quy định của pháp luật để người bị hại cũng như là đương sự nhìn nhận một cách chính xác về cái hành vi của họ cũng như là cái mức độ mà người bị buộc tội gây ra cho họ để từ đó họ có tâm lý ổn định hơn, cũng như là luật sư cũng có thể tư vấn về mức bồi thường mà như là luật sư Lê Cao đã chia sẻ. Vâng, cảm ơn luật sư Phạm Thảo. Thưa luật sư Lê Cao, vậy thì với tư cách là một luật sư lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này rồi, vậy thì ông có lời khuyên gì dành cho những người đang và sẽ có nhu cầu tìm và mời luật sư hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cũng như hợp lý hợp pháp của mình? Thời gian qua có những cái vụ án mà lừa đảo liên quan đến chạy án, tức là có những người không phải là luật sư chẳng hạn đưa ra những cái lời lẽ rằng là chúng tôi có thể lo cho anh này anh kia là được giảm án hoặc là không có tội, rồi sử dụng những cái khoản tiền mà người ta cung cấp để không thực hiện các cái hoạt động dịch vụ pháp lý đúng theo quy định pháp luật. Thế thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy là ngay từ cái giai đoạn mà đi mời luật sư thì những người thân của nghi can đó, bởi vì thường thường là các nghi can nếu như người ta được tại ngoài thì khác, thì đang ở bên ngoài có thể đi tiếp xúc để mời luật sư được gặp trực tiếp, nhưng mà người ta bị tạm giam tạm giữ chắc chắn người nhà phải đi mời thay, thì những người nhà này cũng phải trực tiếp gặp các cái luật sư và phải chọn các cái văn phòng luật sư uy tín. Như chúng ta biết là có những cái tiêu chí để lựa chọn ra những cái luật sư uy tín để mà tìm gặp. Vấn đề thứ hai á là với tinh thần của mình khi mà gặp chuyện gia đình mà xảy ra những cái vấn đề bên hình sự sẽ rất lo lắng, cho nên chúng ta phải bình tĩnh và cần tới sự hỗ trợ pháp lý của luật sư, chứ không nghe theo những lời hứa hẹn hay là đưa ra những cái ý kiến về cam kết về kết quả của những người thậm chí là không phải luật sư. Còn như chúng tôi đã luật sư Phạm Thảo cái này đã nêu rồi là luật sư thì không bao giờ được phép là hứa cam kết về kết quả, bởi vì kết quả một cái quá trình tố tụng là do tòa án quyết định chứ không thể là luật sư quyết định được, và luật không cho phép, đạo đức ngành nghề luật sư không cho phép, luật luật sư không cho phép các cái vấn đề pháp lý đó là không được cam kết kết quả. Thế thì chúng ta phải cẩn trọng trong cái vấn đề là nghe những người khác là đưa ra những cái kết quả
rồi thì nghe theo họ để ký kết hoặc là giao đưa ra những cái giao dịch liên quan đến các cái hoạt động trái pháp luật. Bởi vì nếu như chúng ta tham gia một cái hoạt động trái pháp luật thì thậm chí là ta không giúp được người thân mình mà là chúng ta có thể là vướng vào lao lý, bởi vì chúng ta đang thực hiện hoặc là làm đồng phạm hoặc là tham gia một cái quy trình là trái quy định pháp luật. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là khi mà tìm kiếm các cái luật sư thì chúng tôi vẫn lưu ý là đề cao các cái vấn đề là và thái độ, tư cách, đạo đức, hành nghề của những người làm nghề. Điều này là rất vô cùng quan trọng, bởi vì cái vấn đề nghề nghiệp của người luật sư, điều này là quan trọng nhất, uy tín, danh dự, rồi các cái vấn đề về tư cách, đạo đức và cách thức thực hiện các cái dịch vụ pháp lý là vấn đề vô cùng quan trọng. Và chúng ta cần phải có những cái nguồn tìm hiểu và sâu sát với những cái giá trị và những cái tư vấn. Thậm chí chúng ta đi tìm luật sư nhưng mà đôi khi chúng ta đi tìm những cái người biết, thường thường biết đến luật sư để mà người ta đánh giá được cái luật sư một cách toàn diện hơn. Thì như vậy là chúng tôi nghĩ rằng là nếu như gặp những cái vướng mắc về hình sự thì người dân có thể tiếp cận với các cái luật sư mà đủ uy tín để có thể là bảo vệ quyền lợi của họ một cách tốt nhất. Vâng, cảm ơn luật sư Lê Cao. Vâng, thưa quý vị, trong đời sống thường nhật thì vốn dĩ bất cứ ai cũng muốn bình yên. Nhưng khi vướng phải những vấn đề rắc rối pháp lý thì việc tìm đến luật sư để xử lý sớm cũng như hiệu quả các vấn đề rủi ro xảy ra là điều rất cần cho sự an toàn pháp lý của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Như đau ốm thì cần phải tới bác sĩ chẳng hạn, gặp rủi ro pháp lý thì phải cần tới luật sư. Nhưng cần vào lúc nào và tìm như thế nào để đạt hiệu quả là vấn đề mà chương trình hôm nay đã góp phần làm rõ qua sự trao đổi với các luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Lần nữa xin được cảm ơn hai luật sư là luật sư Lê Cao, luật sư điều hành của công ty luật FDVN, phó chủ tịch trung tâm trọng tài MCAC, và luật sư Phạm Thảo đến từ đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng đã tham dự chương trình như chia sẻ ý kiến chuyên môn hết sức quý báu cho chương trình cũng như cho khán giả của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình công dân pháp luật kỳ tới.